Hi, Odo, mến chào toàn thể quý vị. Mình sẽ cầm đầu CD True to Red, mời anh em thưởng thức âm thanh. Trong tầm tiền của con này thì hiếm con nào mà vật lại nó lắm nha. Ai, model là D740. Tây họ đang dùng con này rất là nhiều và họ đánh giá cực cao về chất âm của nó. Bởi vậy cho nên ông Tây là ông bán ra, ông bán giá nó cao lắm. Con này thì có đầy đủ các cổng ăn chơi vì nó là một con đầu CD chuyên nghiệp. Cổng cáp quang vào ra, cổng đồng trục vào ra, cổng bông sen ra bình thường và nó có nhiều cái cổng ba lăng vào ra để anh em cắm cho những cái thiết bị chuyên nghiệp hơn một tí, ổn định hơn. Và chất âm thì cực hay rồi, khỏi bàn. Chất lượng thì anh em có thể thấy là con này mình được sở hữu với một cái chất lượng rất cao tại vì mình ship từ bên kia về luôn mà. Thành ra nó quá đẹp từ bên trong ra bên ngoài. Và giá ở bên Thái Auto ấy, chỉ có 28 triệu thôi. Rồi, bây giờ mình mời anh em thưởng thức vào cái đôi loạt toàn giải. Đôi này thì hôm qua mình có giới thiệu chi tiết và báo giá đầy đủ gửi tới anh em rồi. Bây giờ mời anh em thưởng thức âm thanh ha. Anh em nghe hay đừng quên ủng hộ kênh YouTube của Thái Audio bằng cách đăng ký nha. Xin mời. Mình không duyên nợ
sẽ cạn biển đông, lòng giọt mưa ngâu lệ buồn đau luyến thương. Về đi em xây tình mới, xin hãy quên câu ngày xưa ước hẹn, những ân tình là để dấu thôi. Hiểu được anh thì chớ mang buồn đau trách tình đầu.